Xin chào quý vị và các bạn. Phía trước tôi đây là thác Ba Sĩ. Hôm nay mình có dịp đi lên trên cái năng đen như quay lại cái cảnh một số nơi để sau này mọi người qua có thể thấy đó, có thể làm kỷ niệm. Nên đây là cái thác Ba Sĩ đây quý vị. Đây là bãi xe nước đây. Rất là đẹp các bạn. Cái này có thể cái này nó chạy. Đây đẩy cái ghe qua xuống nước chạy. Đây là những con hươu họ làm rất là đẹp. Còn đây là cái thằng đã có ghi chữ này các bạn. Đường lên Ba Sĩ này, quanh co này. Ngắm thác Ba Sĩ thật là thảnh thơi nè, rất là đẹp các bạn. Phía trước mình đây là có ông lão đang đánh cờ. Ông này đánh cờ có một mình thôi các bạn à. Ông này chơi đánh cờ có một mình thôi. Nó cờ của ông này đó, lưu lại cái thế cờ này về lúc nào mình giải thế cờ này các bạn nghe, rất đẹp. Trên đá có ghi là thiên địa nhân, thiên địa nhân chắc là một bên nữa là hòa. Nhân. Đây là thác Ba Sĩ nha các bạn. Do cái công ty trách nhiệm gì đây mình khó đọc quá các bạn. Thanh Bình à, Thanh Bình. Rồi. Đó, phía xa này các bạn thấy kìa, phía xa trước mắt tôi là một cái thác rất đẹp. Rất đẹp các bạn à. Rất đẹp. Phải đi tranh thủ. Trước đây có anh đẹp tôi vi dẫn lại đi nhỏ đi nữa. Đi có người lớn đây thì dễ, còn trẻ nhỏ đây thì cũng hơi là bất tiện. Rồi nhà sai để dưới kia chị. Dạ hai si con đứng đây. Đây thác đẹp lắm các bạn, rất là đẹp. Wow, thác này 8 thì rất đẹp. Cá bự đâu con? Thác đẹp lắm các bạn à. Đó, có ghi chữ thác Ba Sĩ kìa. Đó, phía trước tôi kia là đoàn đi chơi. Tôi đi để quay lại để làm kỷ niệm. Sau này những chiếc phim này sẽ lưu lại để xem khi nào có dịp quay lại nơi này thì thấy nó có thay đổi gì không. Mẹ kia bé đi theo tôi cứ khóc hoài các bạn
Đây. Hát này buổi chiều chiều đi tắm thì tuyệt vời á. Xuống bậc thang đó ông Ấn Hồng, cái nhỏ đâu có dám cho đi mà. Ờ chạp lên nó, chạp nó lên gì đó. Xuống mà thấy ớ này chạp nó đi lên thôi đi cho nổi. Mẹ ơi mẹ. Nó đẹp nè. Nó quá quá chị đúng rồi. Đẹp đó. Ôi, qua bên đây chụp mới thấy được. Bụt to chưa? Tôi đi lần theo cái bờ khác này. Bắt đầu. Thầy có mẫu lề biết cây. Thoát nữa, thoát rồi nó phải dậu giấy đó, rất tự tay nó xuống giờ gọi là thoát này. Không biết là. Thôi mẹ lỡ kia, nó cắt mấy thôi. Cái chị biết kia không? Chị biết kia với trai biết thôi đó không? Mẹ ơi, mẹ có con trai lắm mà. Miếng đi hơi cho con là mình đứng là chụp cái thoát ra nè. Này đi nước hình qua rồi. Đi gần qua cái thoát này các bạn. Đi gần qua thoát này xem. Nếu có dịp nào mà các bạn đi tới Măng Đen thì ghé cái địa danh Thác Ba Sĩ cũng là một cái nơi cảnh đáng để xem nữa các bạn ơi. Các bạn hãy ghé nơi đây mà xem cảnh đẹp. Núi đá rất là cao mà thác rất đẹp. Đây là một cái cây rất là cổ thụ lâu năm, rất là cao và to. Thôi mình xin phép dừng video ở đây nha các bạn. Nếu có dịp là các bạn đến thì hãy ghé thác Ba Sĩ một lần cho biết. Tắm như thác này mình cũng thấy thú vị đó các bạn ạ. Xin chào tạm biệt.